Ủa má. Ủa, hai đứa không ở lại ăn cơm hả? À dạ, tụi con phải về công ty, còn nhiều chuyện quá. À quên nữa, má ơi, con gửi cái này nè. Thôi con. Thôi má cứ giữ đi, má coi mua cái gì á bồi dưỡng cho Út giùm con nha. Vợ chồng con nhiều công chuyện quá, không có chăm lo cho em nó được. Má đừng có buồn tụi con nghe má. Không sao đâu, má hiểu mà. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Nhưng à, con phải thương vợ con nhiều quá nha, bởi vì nó làm việc có mệt lắm á con. Ôi, gia đình mình thật là có phước mới có được con dâu tốt kìa con. Dạ thôi tụi con đi nghe má. Dạ Đi thôi má con đi. con. Con đi nha má. Đi đi con. Cái gì à? Cháu yêu của ông ngoại hôm nay có chuyện gì muốn nói ông ngoại đi. Ông ngoại thấy lúc này trong người khỏe không? Ông ngoại rất là khỏe. Không biết tại sao không? Dạ. Con hỏi thăm ông ngoại là ông ngoại thấy vui rồi. Ông ngoại ơi, lâu rồi nhà mình không có đi du lịch với nhau á. Hay là ông ngoại sắp xếp cho cả nhà mình đi du lịch chuyến nha. Con tưởng nhà mình ai cũng rảnh rang hả? Ở đó mà rủ rê đi du lịch. Thì con biết là ông ngoại với ba mẹ lúc nào cũng bận rộn kiếm tiền hết. Nhưng mà tiền bao nhiêu mới là đủ hả mẹ? Mọi người dừng lại một chút, dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, bộ không được hả? Con nói gì vậy? Bao lâu nay ba mẹ với ông ngoại sống vì ai? Không phải vì con hay vì cái nhà này hả? Thôi đi, hai mẹ con mở miệng ra cứ cự cãi hoài vậy đó. Con nói cũng đúng mà Vi, nhưng mà con cũng phải biết là ông ngoại và ba mẹ con không thể nào vắng mặt ở công ty cùng một lúc được, đúng không? Thôi coi như là con chưa nói gì hết. Ông ngoại với ba mẹ cứ tiếp tục kiếm tiền đi, kiếm thiệt là nhiều tiền vô. Vi, coi thái độ nó kìa. Con với cái từ nhỏ tới lớn không động tới móng tay à? Tưởng ai cũng sung sướng giống mình hả? Con thôi đi, hai mẹ con mở miệng ra cứ hụt hạt hoài vậy đó.